Rồi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi xem một cái sản phẩm rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì như vị trí của Phước Sửu đang đứng là đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm. Và phía sau lưng của Phước Sửu là cây cầu Kiều Đàm. Từ khu dân cư Him Lam thì mình phải qua cây cầu Kiều Đàm. Và trục đường này là 20m nha quý anh chị. Thì bắt đầu mọi người cùng với Phước Sửu đi tham quan một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm này nhé. Và bây giờ Phước Sửu sẽ đưa mọi người vào bên trong căn biệt thự nha. Trước khi vào bên trong căn biệt thự thì mình nhìn xem bên ngoài là một con đường 7m xe hơi tránh nhau khá thoải mái. Và căn nhà có một cái cổng chào khá đẹp bắt mắt. Và từ vị trí của căn nhà này mình di chuyển ra đường lớn của khu Kiều Đàm 20m nè, khá gần. Và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người nhìn từ trên cao, nhìn căn nhà rất là đẹp ạ. Thiết kế đúng chuẩn một căn biệt thự đơn lập, bởi vì ở đây thì chỉ thiết kế một trệt một lầu và một cái cách thiết kế cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Ở đây thì khi mà quý anh chị ở căn nhà này không phải là một căn nhà bình thường nữa mà giống như một cái resort mini trong lòng đô thị giữa quận 7 ha. Rồi bây giờ cùng với Phước Sửu mình vào bên trong. Trước khi mà đập vào mắt của mọi người chính là một cái gam màu khá xanh của những bãi cỏ và những cái cây tán lớn tầng cao như là cây xoài ha. Và ở trên thì chủ nhà bố trí khá nhiều cái khung về gọi là trang trí, nên đó là nhìn căn nhà giống như là một cái phong cách hiện đại. Và bây giờ là Phước Sửu cùng với mọi người vào bên trong nhé, xem căn nhà thử là có đẹp mắt hay không ha. Rồi bây giờ vào bên trong này, một cái gam màu gọi là chủ đạo gọi là tông trắng và đen và những cái gam màu ánh vàng của những cái đèn trang trí. Ở dưới đây thì quý anh chị có thể tổ chức những cái bữa tiệc BBQ, tổ chức những cái event sự kiện hoặc là đón những cái tệp khách gọi là số lượng đông người. Ở đây thì có một cái quầy nấu ăn, quầy pha chế rất là đẹp luôn. Rồi mọi người như nhìn thấy là một cái gam màu khá đẹp và một cái không gian khá rộng không, đâu đâu cũng là không gian thoáng. Và đây một cái không gian của phòng bếp khá đẹp luôn. Ở đây thì với một cái chủ đạo là trắng đen và kèm theo một tông màu xanh nhẹ, thì ở đây thì gia chủ đã bố trí đầy đủ những tiện ích rồi. Và quý anh chị khi mà vào đây á thì tha hồ mà lựa chọn và nấu cho mình những cái món ăn cực kỳ ngon ha. Rồi những cái gam màu khá đẹp và bắt mắt từ những cái chiếc vòi rửa chén thôi, cũng rất là đơn giản đơn sơ nhưng mà rất là tinh tế. Và từ đây thì mình có cái khung cửa sổ để làm cho cái gian nhà và cái không gian bếp nó bị được thoáng hơn và không có bị bó hẹp. Ở đây thì có máy hút mùi nè, rồi cái hệ thống mở cửa để cho cái không khí trong cái căn nhà bếp nó đỡ ngột ngạt hơn. Một cái gam màu khá đẹp ha. Và bây giờ mình di chuyển ra gian phòng khách trở lại để mình xem cái gian phòng khách ở đây nó bắt mắt như thế nào và nó hòa mình với thiên nhiên như thế nào nha. Tất nhiên mà trong cái gian phòng khách rồi thì mình có thể là nhìn ra tất cả những cái không gian của sân vườn. Và ở đây thì có một bộ bàn tiếp khách khá đẹp luôn. Và ở đây như mọi người nhìn thấy khi thiết kế nó giống như mà một gam màu của một ở bên Mỹ ha cả nhà. Mới nhìn vô thì khá đẹp, khá thoáng. Và thường thường là những chất liệu xây dựng ở bên Mỹ thì thường thấp tầng rồi không cao tầng. Và bây giờ mình di chuyển ra sân bên ngoài ha. Ở đây thì có một cái tượng của người phụ nữ đang cầm một cái bát nước rất là đẹp. Và ở đây như mọi người nhìn thấy thì có một cái sân chơi trẻ em nè, có nhiều loại cây tầng thấp, tầng cao và những cái bãi cỏ khá thoáng. Và bây giờ ngoài cái gọi là cái khu vực mà chính của gian nhà thì mình vẫn có thêm một cái khu vực vui chơi trẻ em và một cái phòng riêng giống như là một cái phòng để cho là gia chủ có thể là đón những vị khách ở riêng biệt khác với căn nhà cho gia chủ có thể là thoải mái hơn. Và bây giờ mình lên trên tầng lầu ha, mình xem bên tầng lầu là gia chủ thiết kế phòng ngủ như thế nào nha. Mọi người nhìn thấy thì ở đây giống như là một cái resort 5 sao với một cái gam màu bố trí khá đẹp luôn. Ở đây thì có một cái hòm toilet khá đẹp luôn. Ở đây thì mình bước trong vào cái toilet ấy, thì được những cái thiết bị vệ sinh hiện đại. Và ở đây thì bố trí những cái vòi nóng lạnh, và phòng tắm này gọi là có vòi massage ha. Vòi sen cũng kết hợp với tông vàng trắng khá đẹp. Đây mọi người nhìn xem những cái tác phẩm mà chủ nhà này đã dồn tất cả các tâm huyết để làm cho căn nhà trở nên đẹp hơn, mới hơn và cuốn hút những người xem video này, và đặc biệt những cái người chủ nhân sẽ sở hữu của căn nhà này nhé. Đây là một cái tông màu trắng đen và kết hợp những gam màu đỏ xanh nhạt, tạo một cái gam màu của căn nhà trở nên thoáng và rất là hợp tông màu với giới trẻ hiện đại. Đây ở tầng trên thôi nha cả nhà, nhưng mà bố trí được khá rộng rãi, có phòng ngủ nè, toilet nè, rồi có một phòng sinh hoạt chung nè. Và như mọi người đang nhìn thấy ở đây là chỉ một là cái gian bên ngoài của căn phòng thôi. Đây, và bắt đầu mình tiến vào một cái căn phòng là master bedroom để mọi người xem là cái căn master bedroom này nó bố trí như thế nào nha. Đây, đây là chỉ là cái hành lang của phòng ngủ thôi. Và bây giờ mình vào một cái gian phòng nhìn ra cửa chính luôn, với một cái gam màu khá đẹp. Rồi bây giờ là trước khi vào cái căn phòng mà nhìn ra cửa chính thì mình vào căn phòng ngủ ở giữa của tầng 1 ha. Đây thì trong cái căn phòng ngủ này thì mọi người sẽ có một cái toilet khá rộng luôn. Trong này thì gọi là sơn thon thép vàng cả nhà, khá đẹp luôn. Ở đây thì được chủ nhà thì dán đá nè, rồi làm những cái bức tranh trang trí, rồi la phong và máy lạnh trung tâm, nên đó là cảm giác căn nhà nó nhìn rất là mới mẻ, tân thời và phù hợp với là những cái giới trẻ hiện đại, và cũng có thể là những quý anh chị lớn tuổi mà thích những cái gam màu này nhé. Đây bố trí khá đẹp luôn. Rồi bây giờ là tùy theo mỗi căn phòng thì sẽ có bố trí những cái màu khác nhau. Ở đây là một cái toilet, gian toilet thôi, nhưng mà được bố trí khá đẹp. Và bây giờ mình vào cái gian phòng lớn nha, là phòng lớn nhất là master bedroom. Thì ở đây thì như mọi người nhìn thấy tất cả cái hệ tủ ở đây đã trưng bày đầy đủ hết rồi, và lót sàn gỗ nhập từ châu Âu, tất cả những thiết bị vệ sinh và những trang thiết bị nội thất này đã hợp tông với căn nhà này rồi. Khi mà gia chủ giao dịch mua bán với căn nhà thì để lại toàn bộ cho quý anh chị. Và bây giờ mình bước ra cái gọi là cái ban công, một cái ban công khá rộng như cả nhà, nhìn toàn cảnh view của căn nhà mình luôn. Đây mình nhìn xuống ngay cái chỗ cái sân để là tiếp khách, và ở trên thì có những cái dàn dây leo khá đẹp và cái chỗ để xe khá đẹp luôn. Từ đây thì quý anh chị có thể quan sát toàn bộ của căn nhà và có thể là xem được những cái hành động và vui chơi và những cái công việc của người nhà ha. Và bây giờ mình bước lên một gian tầng trên cùng. Thì tầng trên cùng này thì mọi người nhìn thấy là sẽ có ban công toàn bộ của căn nhà luôn. Từ cái ban công này thì mình có thể nhìn ra view toàn bộ căn nhà, và mình bước vào một cái phòng ngủ và lớn hơn cả phòng ngủ ở tầng 1, đó là master bedroom ha cả nhà. Cái này á, với tầng ngủ này thì dành cho một cả gia đình cũng được luôn đấy, thành viên 3 đến 4 thành viên. Và ở đây thì chủ đầu tư đã bố trí bồn tắm nằm nè, rồi những cái vòi sen tạo áp lực để massage, rồi những cái bồn vệ sinh và được nhập khẩu từ nước ngoài, từ châu Âu về, và ngay giữa những cái lavabo luôn, khá đẹp. Và một cái tất cả nền ở đây thì được làm bằng lót đá luôn cả nhà nha, nên đó là cảm giác căn nhà như cảm giác như mát và rất là dịu nhẹ. Rồi ở đây nha, chắc ăn rồi là trần không phải là dùng thạch cao bình thường mà bây giờ là dùng trần gỗ. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy kết hợp những cái tông màu khá đẹp của những cái rèm tre, những cái tông màu gỗ và kết hợp những cái nội thất khá hiện đại, làm cho các căn nhà trở thành một cái căn resort ngay tại quận 7 và nhìn ra một cái khu dân cư khá đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm quận 7. Rồi mọi người cùng nhìn xem lại một cái view khá đẹp. Từ cái view này thì quý anh chị có thể là nhìn về tòa nhà quận 1 lên mắt 81, và ở đây thì mình có thể là xem được bắn pháo hoa ha. Và hướng nam của căn nhà thì mình nhìn về căn hộ Sunrise City View, Hoàng Anh Thanh Bình. Và ở trên này thì khi mà gia chủ có thể tổ chức những bữa tiệc BBQ thì mình có thể tổ chức với sức chứa được khoảng 20-30 người trên này luôn. Một cái không gian nghỉ ngơi cực kỳ thoáng mát và yên tĩnh. Từ đây thì quý anh chị có thể là vừa ở mà vừa có thể là stress sau những giờ làm việc. Quý anh chị còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay inbox ngay cho Phước Sửu để sở hữu một cái căn biệt thự khá đẹp tại khu Kiều Đàm này nhé. Gọi là một cái siêu phẩm để cho quý anh chị chọn lựa. Nơi đây là một nơi đầu tư và nơi có thể là an cư lạc nghiệp. Mình có thể xả stress sau những cái giờ làm việc mệt mỏi và dùng thời gian cho những đứa con yêu của mình sống và làm việc tại một cái resort, là một nơi chuẩn 5 sao tại một căn nhà mini, nhưng mà một mức giá khá gọi là hấp dẫn cho quý anh chị khi mà đặt mua cái sản phẩm tại đây nhé. Rồi tất cả những cái thông tin về căn nhà, sổ hồng, giấy tờ và những cái pháp lý, quý anh chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu để nhận ngay bộ pháp lý đầy đủ của căn nhà. Quý anh chị đừng còn chần chừ gì nữa, hãy inbox ngay cho Phước Sửu nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Đặc biệt Phước Sửu thì chuyên về bất động sản tại khu Kiều Đàm, Nhà Bè, quận 7. Quý anh chị cần nhiều thông tin hoặc là quý anh chị cần nhu cầu mua như thế nào, tài chính như thế nào, inbox ngay cho Phước Sửu. Phước Sửu sẽ cập nhật thông tin và gửi cho quý anh chị những sản phẩm phù hợp cho quý anh chị để quý anh chị mua bán, đầu tư, an cư lạc nghiệp. Chọn quận 7 là một nơi đầu tư lý tưởng và biến cái nơi ở của mình trở thành một resort mini tại nhà.